Sáu món này làm đường trong máu tăng cao, khiến chúng ta có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường mà không ngờ tới. Bánh mì trắng, nước cam, soda ăn kiêng, tưởng chừng là những thực phẩm làm mạnh cho cơ thể, nhưng thật sự là chúng làm tăng nguy cơ tiểu đường. Bên cạnh ung thư thì tiểu đường cũng được coi là một trong những bệnh mãn tính nguy hiểm. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tiểu đường làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh tim hoặc đột quỵ, đã đe dọa tính mạng cao cấp từ 2 đến 4 lần so với người bình thường. Ngoài ra, tiểu đường còn là nguyên nhân gây tổn thương thần kinh và bệnh thận. Để ngừa tiểu đường, nhiều người thường khuyên chúng ta nên thay đổi các thói quen sống, bao gồm từ bỏ đồ ngọt, tập thể dục đều đặn. Nhưng như vậy, liệu đã đủ hay chưa? Khi ngoài kia có rất nhiều đồ ăn, không hề chứa vị ngọt, nhưng có thể làm tăng lượng đường trong máu và gây bệnh tiểu đường. Theo các nguyên gia dinh dưỡng trên tờ ADIS, có 7 thực phẩm không ngờ có thể gây nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nếu bạn ăn nhiều. 1. Bánh mì trắng. Bánh mì trắng là loại bánh mì được làm từ bột lúa mì ở giai đoạn cám và mầm đã được loại bỏ thông qua một quá trình xay xát. Cuối cùng, bánh mì màu trắng có khả năng lưu trữ được lâu. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lori Lazzini, người nhiều năm tư vấn cho bệnh nhân tiểu đường, cho biết bạn có thể ăn bánh mì, nhưng tốt nhất không nên ăn bánh mì trắng bởi vì chúng là ngũ cốc tinh chế, không phải ngũ cốc nguyên hạt. Khi ăn như vậy, chỉ số đường huyết của chúng ta sẽ tăng cao và từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. 2. Nước tăng lực, nước energy. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Calgary ở Canada phát hiện ra rằng tiêu thụ các loại đồ uống chứa caffeine với 200 mg caffeine có thể khiến lượng đường trong máu và insulin tăng đột biến lên đến 30% và tăng nguy cơ tiểu đường. Thậm chí sau đó có thể khiến lượng đường trong máu xuống mức bình thường hoặc còn gọi là hạ đường huyết. Theo một trong những nhà nghiên cứu, caffeine là nguyên nhân khiến cơ thể bạn có thể ổn định lượng đường trong máu vì chất kích thích vẫn tồn tại trong cơ thể bạn từ 4 đến 6 giờ sau khi tiêu thụ. Đó là lý do vì sao lượng đường trong máu bạn có thể tăng cao hoặc xuống thấp khi uống các loại nước như nước tăng lực, nước energy. 3. Khoai tây chiên. Khoai tây là thực phẩm bổ, nhưng khoai tây chiên thì khác. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lori Zanzini, thì không chỉ khoai tây chiên mà hầu hết các loại đồ chiên đều chứa nhiều carbs và chất béo. Đây đều là những chất không tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Nếu bạn ăn nhiều loại khoai tây chiên, lượng đường trong máu bạn sẽ tăng lên nhanh chóng và giữ nguyên ở mức cao trong thời gian dài, vì chất béo cần một khoảng thời gian để có thể tiêu hóa. 4. Soda ăn kiêng. Người có đường huyết cao thường nghĩ rằng chỉ cần thay thế bằng các loại soda ăn kiêng là được. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Miriam Jacobson lại tiết lộ rằng các loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng không tốt như bạn tưởng. Các chất tạo ngọt nhân tạo có thể ngọt hơn đường từ 200 đến 600 lần và có thể giải phóng insulin từ tuyết tụy. Vì vậy, ngay cả khi bạn sử dụng các loại đồ uống không chứa đường tự nhiên, thì nguy cơ đối mặt với tiểu đường vẫn còn. Một nghiên cứu tạp chí Diabetes Care cũng cho biết sử dụng đồ uống có đường nhân tạo hàng ngày có thể dẫn đến nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao từ hơn 30% và tăng đến 67%
nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Thứ năm, nước cam đóng hộp. Nước cam ngon lành, ngọt mát và tràn đầy vitamin C. Tuy nhiên, nước cam đã được chế biến đóng hộp, đóng chai lại được chứng minh có chứa nhiều đường và hoàn toàn không có bất kỳ chất dinh dưỡng nào như chất xơ hoặc protein để giúp làm chậm sự tăng đột biến của đường. Một cốc nước cam trung bình chứa 36 gram đường. Hơn nữa, hầu hết vị ngọt trong nước trái cây đến từ đường fructose, một loại đường có liên quan đến sự phát triển của mỡ bụng. 6. Bột yến mạch đã chế biến. Yến mạch nguyên chất là một trong những thực phẩm tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường vì chúng chứa một chất xơ gọi là beta-glucan, có tác dụng chống bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, bột yến mạch đã chế biến thì lại khác. Chúng thường được thêm hương vị trong quá trình chế biến và được bổ sung thêm đường và các thành phần làm ngọt khác. Ông Niccolo Anziani cho rằng yến mạch nghiền thành bột được hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể và thêm đường làm cho nó có vị ngọt nhiều hơn. Đây là một trong những thực phẩm làm tăng nguy cơ tiểu đường. IT Consultunil tạm dừng nơi đây.